Chương trình ngày mới tiếp nối với dòng thông tin được đăng tải trên các báo. Trước tiên là thông tin liên quan đến lĩnh vực đất đai do báo Dân Trí đăng tải. Thưa quý vị, sau một thời gian nghiên cứu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải công khai toàn văn bản dự thảo dự án luật đất đai sửa đổi trên cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi trình chính phủ. Theo báo Dân Trí, dự thảo luật đất đai sửa đổi tăng thêm 2 chương, trong đó bổ sung thêm chương quy định về phát triển quỹ đất và tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 2 chương. Dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm có 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều, sửa đổi bổ sung 153 điều, bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều. Dự thảo luật đất đai sửa đổi thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và xu thế phát triển với nhiều điểm đổi mới. Dự án luật đất đai sửa đổi sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư, thứ năm và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ sáu. Đây là dự án luật khó nhất nhưng cũng được trông đợi kỳ vọng nhất. Báo Tuổi Trẻ đưa tin trong báo cáo mới nhất vừa gửi Thường trực Chính phủ về các nội dung của đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Công Thương đề xuất loại nhiều dự án điện than nhưng tăng đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời. Theo báo Tuổi Trẻ, Bộ Công Thương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ 4 vấn đề giải quyết dứt điểm cơ chế cho các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, đồng thời định hướng cơ chế cho các dự án điện gió, điện mặt trời trong tương lai. Báo Sài Gòn Giải Phóng hôm nay có bài Cảnh báo ma túy, núp bóng thực phẩm. Theo bài báo này, thì lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 thuộc Bộ Công an cho biết, trong thời gian qua, trên thế giới và Việt Nam xuất hiện thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy và ma túy được pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm đồ uống. Để ngăn chặn ma túy núp bóng thực phẩm, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho báo Sài Gòn Giải Phóng biết, thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng như là hải quan, quản lý thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các loại hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc được nhập vào Việt Nam để phòng ngừa tác hại đối với cộng đồng. Cục cũng tăng cường theo dõi, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm về ma túy, núp bóng dưới các loại thực phẩm, đồ uống để thông báo, chỉ đạo các công an, các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tuyên truyền tới nhân dân và phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Tiếp theo là một thông tin cũng đáng chú ý trên báo Thanh Niên. Thưa quý vị, trong những ngày qua, tuyến cáp quang biển APG gặp sự cố khiến các dịch vụ Internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng như Google, YouTube, Facebook. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, đại diện nhà cung cấp dịch vụ mạng cho biết, nguyên nhân của sự cố có thể do tuyến cáp này bị đứt trên nhánh S3 với vị trí lỗi cách trạm cập bờ Chongming, Trung Quốc 427 km. Hiện đối tác vận hành tuyến cáp quang đang tìm nguyên nhân và cách khắc phục sự cố. Trong năm nay thì đây là lần thứ hai tuyến cáp biển APG gặp sự cố. Sự cố trước đó sau khi cấu hình lại nguồn đã khôi phục được 100% dung lượng trên tuyến.